Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Chạy Cá Láng AMG. Thì nay em lại tiếp tục một clip nhằm muốn giới thiệu với anh em cái dòng Campa F2 hiện đang có ở chạy, cũng như là để clip này thì em sale một số cá giá cực kỳ mềm cho anh em nào mới chơi, cũng như anh em nào muốn đổi dòng về dòng Campa F2 và đầy đủ màu sắc trâu. Nói chung là cá tuyển đẹp và lúa mềm cho anh em. Con đầu tiên là AMG 7.15, thì anh em thấy con này sai ngón cái, nền màu là hai tông đỏ vàng, trâu là full trâu đầu mảng lớn, trâu mảng lớn full cả phần mặt luôn. Về phần đuôi thì anh em thấy là đuôi rất là chuẩn nha, bản đuôi lớn tạo với body là hình chữ nhật rất là cứng cáp. Như anh em thấy là clip em quay rất là rõ nét và quay clip kè cho anh em thấy cái bản đuôi rất là to, cá cũng đã nhô đầu nhẹ rồi nên size hiện tại thì nó rất là vừa chơi. Giá thì em có để trên màn hình. Tiếp theo AMG 7.17 thì đây là một bé nền màu đỏ nha anh em, full red. Nó có tương lai là nuôi lớn lên là anh em cho vô chế độ lên cho ăn màu vô là nó sẽ full đỏ nguyên con luôn. Trâu như anh em thấy là trâu sợi full cả phần đầu luôn. Mắt là mắt trắng. Đợt này là em lên một clip nhằm ra chương trình ưu đãi cho anh em cá đẹp chất lượng mà giá thì cực kỳ mềm. Anh em nào mà chốt hết cá trong clip thì giá còn mềm hơn nữa. Như size hiện tại con full đỏ này là size tầm khoảng ngón cái, cặp mắt trắng vàng trâu là full cả phần đầu luôn, rất là phê. Nết cá bên em là bao sung cho anh em, rất thích kè két đó, anh em thấy là bản đồ rất là tốt luôn. Giá em để trên màn hình, anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ qua số hotline và Zalo trên màn hình giúp em. Về chế độ setup hồ đối với những bé size nhỏ tầm khoảng ngón cái, anh em gia hồ tầm khoảng 60 cho em là vừa đẹp hồ nha. Hiện tại mấy bé này em đang nuôi ở hồ 60, 40, 40. Thì về chế độ ăn thì bên em đang cho ăn hai loại thức ăn, đó là một là cám AMG Butter giá thị trường thì 80k, hai là combo nguyên liệu thành phần tân trộn AMG, thì bên em có bán hai loại này luôn. Nếu mà anh em nào muốn trải nghiệm cám hay là thay đổi thức ăn cho cá của mình đang nuôi để xem hiệu quả thì anh em có thể nhắn tin qua số hotline và Zalo để có thể đặt hàng, thì ship là nhận hàng rồi mới thanh toán nên anh em cứ yên tâm. Anh em nào mà quan tâm đến xem cá AMG cũng như là đã từng theo dõi những clip trước từ đó giờ của chạy cá La Hán AMG thì có thể hiểu thêm được về chất lượng cá bên mình, cá hàng tuyển đẹp cho anh em. AMG 7.18 này là một bé size ngón cái cực kỳ vip, nền màu là nền màu đỏ vàng trâu, con này rất là ngầu luôn, trâu full cả phần mặt và phần đầu, body là body hình chữ nhật, body dài nha. Bên em là tuyên chuyển Campa F2 là body dài, bản đuôi lớn tạo với body hình chữ nhật rất là đẹp. Cặp mắt là nãy giờ ba những con đầu tiên là anh em tuyển ra làm cặp mắt trắng rất là ngầu luôn. Thì giá thì em đã để trên trên clip, anh em nào quan tâm thì có thể nhanh chóng liên hệ để có thể sở hữu được những con ưng ý đúng gu về chơi. Tiếp theo là AMG 7.19, thì đây là một bé nền trâu xanh với nền màu là bản đuôi cam, màu cam rất là lạ. Bé này thì size tầm khoảng ngón rưỡi hai ngón nha anh em. Hồ hiện tại em đang nuôi cho bé là hồ ở 1 mét, anh em nào nuôi ở hồ 60 vẫn được luôn. Về chế độ ăn thì anh em ngày chỉ cần cho ăn hai lần và mỗi lần anh em cho kè từ 45 phút đến 1 tiếng giùm em. Quan trọng tùy vào những con cá nó thích kè gì để đạt được phong độ tốt nhất thì anh em cho nó kè nhiều hơn. Giống như là những con cá mà nó thích kè két hoặc kè kiến thì anh em cho để kè lâu hơn. Ăn thì anh em chỉ cần cho ăn no bụng là được. Tiếp theo là AMG 7.20, thì đây là một bé nền màu đỏ. Bé này size tầm khoảng hai ngón. Bé này cực vàng trâu đầu rất cực kỳ vip luôn. Mảng trâu to và full cả phần đầu. Nết cá cực kỳ sung. Anh em nào quan tâm thì có thể nhắn tin qua số hotline và Zalo trên màn hình để có thể nhanh chóng có thể sở hữu được những bé cá nền màu đúng gu về chơi. Và hiện tại thì bên em chỉ cho ăn hai loại chính là cám AMG Butter và combo nguyên liệu thành phần tinh trộn AMG, nên anh em nào quan tâm thì có thể nhanh chóng liên hệ đặt hàng nha.
em để clip cá quay lâu hơn để anh em có thể nào mà chưa nhìn kịp đó thì có thể nhìn cá rõ hơn, ưng ý thì có thể nhắn tin để có thể chốt được em nó. Bên em là ship ship trong nước là các tỉnh luôn nên em cứ yên tâm, chạy ở Cần Thơ nha anh em. Tiếp theo là AMG 7.21, thì đây là một bé lên màu hai tông đổ vàng. Bé này size hiện tại là hai ngón, trâu là full cả phần đầu, trâu mảng to luôn, bản đuôi rất là tốt, cặp mắt trắng rất là ngầu. Thì anh em thấy những con từ đầu clip tới giờ là nét cá rất sung, em cho kè két trực tiếp là kè lượng rất là đầm, không có sắn kiểu mà sắn vô cắn két, nên anh em cứ việc yên tâm mà cho kè mà không lo là sợ cắn chết két. Và trong tháng 7 này thì là do là chương trình ưu đãi nên em lên những bé đẹp chất lượng, giá cực kỳ mềm để anh em nào mới chơi cũng như anh em nào muốn đổi dòng có thể trải nghiệm về những bé dòng cam farm với tông màu là ưa chuộng của thị trường, giống như tông màu đỏ hai tông với cá chất lượng size nhỏ. Anh em nên sắm những bé như vậy để nuôi lên để mình cảm nhận cái sự phát triển của con cá khi đạt ở size lớn. Tiếp theo là AMG 7.22, thì đây là cũng là một bé lên màu hai tông. Và size hiện tại của bé này thì tầm khoảng ngón rưỡi hai ngón với cặp mắt trắng, bản đuôi rất là to. Anh em thấy là trâu con này là vừa phải nhưng vẫn đủ full cả phần mặt và phần đầu. Và thiên hướng con này là anh em thấy là đầu dạng đầu chồm rất là tốt. Nếu mà anh em nuôi tốt tránh được rủi ro về bệnh thì con này rất là tương lai nha. Tiếp theo là AMG 7.23, thì đây là một bé con cũng cực kỳ đẹp với nền màu rất là ít, đó là nền màu full vàng, hàng chữ đen trải dài từ phần đầu cho đến hết cổ đuôi rất là đậm, cặp mắt là cặp mắt vàng luôn. Và trâu thì anh em khỏi phải bàn rồi, con trâu như anh em thấy là trâu full cả phần mặt và phần đầu, bản đuôi cực kỳ to, bông đuôi là anh em thấy là bông đuôi sáng, bóng bắn cực kỳ tốt luôn, cá là rõ như liếp, cá bao tập lỗi cho anh em nha, chứ không phải là bên em bán mà giá mềm, giá quay clip cá vậy mà cá lỗi nha, má bao tập lỗi. Tiếp theo là AMG 7.24, thì đây là một bé cam pha nền trâu trắng, mà thiên hướng con này là nền màu đỏ nha anh em, trâu trắng nền màu đỏ với cặp mắt trắng rất là ngầu, trâu là trâu full đầu luôn, bản đuôi thì cũng cực kỳ lớn. Size hiện tại của bé này là tầm khoảng size ngón cái. Anh em nào mà ưng ý đúng gu mà trâu trắng mảng to nền đỏ thì có thể chốt bé này. Tiếp theo là AMG 7.25, thì bé này tông màu đỏ, trâu cũng cực kỳ sáng, trâu bé này là trâu hột nhuyễn mà cũng rất là đều, bông đuôi thì cực kỳ sáng luôn. Nói chung cơ bản thì nhìn con cá này là nó sáng từ đầu cho tới hết đuôi luôn, thì trâu là trâu nhuyễn nha anh em, những bé này trâu chấm 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 thôi. Giá hiện tại thì em đang để trên clip. Và tiếp theo là 7.26, thì đây là một bé nền màu hai tông đổ vàng, trâu là trâu sợi thấy dài cả phần mặt và phần đầu luôn, con này thì cũng cực kỳ vip, anh em nào sở hữu được con này rất là vip luôn, cặp mắt vàng nữa. Thì bên em đa phần là mắt vàng và mắt trắng là nhiều, chuẩn dòng không phép hai cho anh em. Tiếp theo là AMG 7.27, thì đây là một bé nền màu hai tông đỏ vàng, size hiện tại là size ngón cái. Thì clip này em do em để trong cá trong hồ nhỏ quá nên em phải cầm tay để quay rõ nhất cho anh em xem, cá đã nhô đầu rất là cao, trâu full cả phần đầu luôn. Thì bé này cũng cực kỳ biết, trâu đầy đủ, mềm màu cực kỳ tốt, bông đuôi cũng rất là tốt. Em bao cho anh em là cá bao tật lỗi, sung khỏe. Tiếp theo là AMG 7.28, thì đây là một bé nền màu hai tông đỏ vàng, bé này thì trâu full cả phần đầu luôn, size cũng là size ngón cái, cá thì cũng cực kỳ mềm. Anh em nào quan tâm thì có thể nhanh chóng liên hệ với số hotline và Zalo trên màn hình để có thể nhanh chóng sở hữu được những con cá chất lượng đúng gu, giá cực kỳ mềm về chơi. Và tình em cũng có cám, nên anh em nào muốn đặt cám hay thay đổi thức ăn cám cho cá của mình thì có thể đặt hàng qua số hotline và Zalo trên màn hình. Tiếp theo là AMG 7.29,
Đây là một nền trâu trắng giáp bạc. Thì nền trâu trắng này thì anh em nó lớn lên nó sẽ là full con là cọp trắng. Size hiện tại của bé này là ngón cái. Anh em thấy là trâu là full cả phần mặt và phần đầu, trải đều cả body luôn, trâu full đầu luôn. Tiếp theo là AMG 7.30, thì đây là một bé nền trâu trắng giáp bạc luôn, với cặp mắt đỏ. Size là size một ngón, đầu đã nhô rồi, phần trâu giáp bạc full cả phần đầu luôn. Như anh em đã thấy thì giá em để mềm cho anh em. Anh em nào mà thích trâu giáp bạc này thì có thể nhanh chóng liên hệ để có thể sở hữu được. Và con cuối cùng em cũng giới thiệu cho anh em cũng như là để mềm cho anh em, đó là một con Campa GB lột gần như là được 70% rồi. Bé này em đang để sale cho anh em giá cực kỳ sinh viên, cũng cực kỳ mềm, size một ngón, lột gần 70% và đầu đã có nhô nhẹ rồi.